Nhà đẹp tên An xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hà, có địa chỉ tại thành phố Vinh. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Hà nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hà. Căn nhà của anh là căn nhà 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng là một chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể cây căn nhà, cây xanh cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế hai cột ở hai bên là cột vuông rất là to và được ốp bằng gạch màu tối. Cửa sẽ được chúng tôi sử dụng là cửa sắt không tĩnh điện. Hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là hiện đại, xen giữa các bức tường sẽ là song sắt, có thể nhìn được vào bên trong nhà các bạn. Ngoài ra thì bên ngoài hàng rào sẽ được chúng tôi thiết kế thêm một hoa để anh Hà có thể trồng hoa ở khu vực ngoài hàng rào. Tiếp đến là hình ảnh mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 5 bậc cấp. Lý do chúng tôi thiết kế như vậy là bởi vì trong quá trình khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng cốt của đất nền so với mặt tiền khá là thấp. Do đó chúng tôi đã tư vấn cho anh Hà là trong quá trình xây dựng và thiết kế sẽ nâng cốt của đất nền lên và thiết kế 5 bậc cấp để căn nhà trở nên cao ráo, bề thế hơn. Chân móng sẽ được chúng tôi ốp bằng gạch màu tối để căn nhà trở nên vững chãi và sạch sẽ hơn nha các bạn. Hai cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế là cột vuông, đi kèm với đó là các đường phào và chỉ ấn tường. Chân cột sẽ được ốp bằng gạch màu tối, phần thân sẽ được sơn màu trắng cùng màu với tổng thể căn nhà. Cửa chính sẽ được chúng tôi sử dụng là cửa gỗ hai cánh không pano kính và được sơn màu đỏ nhìn rất là bắt mắt. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ được chúng tôi sử dụng cho tổng thể căn nhà sẽ là cửa nhôm kính viền tối màu kết hợp với màu trắng là một chủ đạo cho chúng ta thấy một căn nhà rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra thì cửa sổ nhôm kính sẽ giúp hấp thu tốt ánh sáng tự nhiên và giảm chi phí xây dựng cho căn nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một hè mái để nhằm mục đích tạo hình khối kiến trúc và phần tầng ngôi nhà. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm một ban công nhỏ phía trước để làm cho căn nhà trở nên sang trọng cũng như là đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Thì chúng tôi sẽ thiết kế lan can bằng kính cường lực và ở hai bên vẫn sẽ được thiết kế hai cột vuông để chống đỡ ban công nhà các bạn. Các bạn có thể để ý rằng ở khu vực chân tường ở tầng 1, khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 và khu vực cầu mái, chúng tôi sẽ sơn giả đá phân tầng và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Hè mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Hà sẽ là mái Nhật. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi sẽ tính toán về chiều cao, độ dốc, phần tầng mái cũng như màu của mái sao cho hợp phong thủy và căn nhà phải thể hiện được sự bề thế và sang trọng. Trên xe lô mái, trần nhà, các cột, trên các bức tường chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi sẽ bố trí thêm các chậu cây cảnh và thiết kế thêm vườn cây, vườn hoa xung quanh ngôi nhà để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Và tiếp đến là một phối cảnh khác nữa của ngôi nhà để giảm sự đơn điệu cho bức tường cũng như làm cho căn nhà trở nên bắt mắt hơn thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm các lời chỉ âm nha các bạn. Và đây là phối cảnh khác của căn nhà. Ngoài sảnh chính chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để đi vào khu vực phòng bếp, phòng ăn để nhằm tạo sự thuận tiện cho việc đi lại và nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Và đây là hình ảnh nhìn từ trên cao. Ngoài diện tích căn nhà
thì phần sân của căn nhà anh Hà rất là rộng rãi, thoải mái chỗ đỗ gara ô tô, cũng như phần sân phía trước thì rất là rộng, làm không gian để cả gia đình có thể sinh hoạt thư giãn. Và xung quanh ngôi nhà chúng tôi sẽ thiết kế thêm vườn hoa, vườn cây để căn nhà trở nên đẹp và bắt mắt hơn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là anh Hà đã biết đến kiến trúc tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Hà có chia sẻ với chúng tôi rằng ở khu vực thành phố Vinh, Nghệ An thì có rất là nhiều gia đình đã tin tưởng và lựa chọn tân Á làm đơn vị thiết kế. Anh nhận thấy rằng các mẫu nhà do tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và rất là sang trọng. Do đó, anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp tân Á để tham khảo lựa chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Ở kênh YouTube và website nhà đẹp tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những video quay lại những căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website nhà đẹp tân Á, chúng tôi sẽ trưng bày các mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước tới nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp tân Á.vn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là kiến trúc tân Á đã làm việc với anh Hà như thế nào nha các bạn. Để thiết kế được một căn nhà như chúng ta đã thấy thì việc đầu tiên là chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đo đạc khu đất và lấy thông tin từ anh Hà. Sau đó sẽ lập nhóm Zalo để làm việc kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất phương án phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đó sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tình trạng kết cấu, tình trạng kỹ thuật cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu chúng tôi đều có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Hà, đến giai đoạn anh thi công căn nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Hà, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi hỗ trợ anh Hà 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một căn nhà từ khâu thiết kế cho tới thi công và đi vào sử dụng thì kiến trúc tân Á đã cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí, chúng tôi sẽ cử những người có năng lực và phù hợp với căn nhà của anh để đảm nhận. Sau đó, mọi sẵn sàng cho công ty chúng tôi và các công ty khác đều sẽ là khập khiễng, không thể so sánh được. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín như thế này, thì kiến trúc tân Á đã rất cố gắng và phải có năng lực như thế nào thì mới có thể làm được, đúng không các bạn? Tiếp đến, các bạn hãy cùng kiến trúc tân Á đi khảo sát thực địa khối đất của anh Hà nha các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế thì chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là khối đất của anh Hà được chúng tôi chụp lại bằng flycam, và đây là hình ảnh khối đất được chúng tôi mô phỏng lại sau khi đã được đo đạc và có đầy đủ thông tin. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy, từ đây sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Hà. Qua khảo sát, chúng tôi được biết căn nhà sinh năm 1984, dựa vào phong thủy thì anh hợp với bốn hướng làm nhà là chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đất định hướng làm nhà của hướng tây, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh căn nhà của hướng là hướng tây nha các bạn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam, chụp ảnh khu đất, đo đạc khu đất cẩn thận, đo chiều rộng mặt tiền, đo cốt đất nền so với mặt tiền để phục vụ cho quá trình thiết kế. Số tiền anh dự kiến đầu tư cho căn nhà sẽ là tầm khoảng 850 triệu đồng. Qua trao đổi, chúng tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà 2 tầng như chúng ta đã thấy. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp công ăn, một phòng ngủ, vệ sinh chung, sân ướt. Tầng 2 sẽ có phòng thờ, hai phòng ngủ, vệ sinh chung và ban công. Qua trao đổi và khảo sát thì anh Hà rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc tân Á. Anh cũng tin tưởng
và hy vọng rằng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà. Bây giờ, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Hà nhà các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là mặt bằng 3D mô tả công năng căn nhà của anh Hà. Ưu điểm của kiến trúc Tân Á đó là bất cứ căn nhà nào do Tân Á thiết kế cứ có 2D thì sẽ có 3D đi kèm để anh Hà và tất cả mọi người có thể dễ hình dung được về vị trí và công năng sử dụng đối với căn nhà của mình. Đó là ưu điểm của kiến trúc Tân Á. Căn nhà của anh Hà từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách nha các bạn. Về sau phòng khách sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng ngủ. Phía sau sẽ là khu vực bếp công ăn. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Ở trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế hai phòng ngủ nha các bạn. Phía trước sẽ là phòng thờ. Phía trước phòng thờ sẽ là ban công. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại thì chúng tôi sẽ thiết kế theo hành lang rất là rộng rãi ở đây nha các bạn. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc để hiểu rõ hơn về diện tích căn nhà cũng như diện tích các phòng trong căn nhà của anh Hà nha các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng như chúng ta đã thấy thì chúng tôi đã về tận nơi đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Hà. Và đây là mặt bằng định vị khu đất căn nhà của anh Hà nha các bạn. Căn nhà của nhà có diện tích là 13,7 x 8 m², hệ tường bao sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 220, các vách ngăn sẽ được chúng tôi sử dụng là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 18 m². Phía sau phòng khách sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và phòng ngủ có diện tích là 12 m². Khu vực bếp công ăn sẽ có diện tích 17 m² nha các bạn. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung. Ở tầng 2 sẽ được chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,6 và 12,4 m². Phía trước sẽ là phòng thờ có diện tích 12 m². Phía trước phòng thờ sẽ là ban công. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình thì chúng tôi thiết kế hành lang rất là rộng rãi có diện tích là hơn 1 m² nha, có chiều rộng hơn 1 m² nha các bạn. Xung quanh căn nhà chúng tôi sẽ thiết kế rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ và hấp thụ tốt ánh sáng thiên nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hà. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0914 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.